Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản của khu vực nhà đất huyện Cẩm Mỹ. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký phía bên dưới để đón nhận những cái video mới nhất mà kênh thông tin nhà đất huyện Cẩm Mỹ vừa mới cập nhật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cũng như là các anh chị khách hàng cũng như là quý anh chị đầu tư một cái lô đất rất là đẹp. Lô đất này có tổng diện tích là 12.000 m2, là một mẫu 2, 1,2 hectare nha quý anh chị, tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đây là loại đất đỏ ba gian trồng cây hàng năm. Hiện tại trên đất là đang trồng cây sầu riêng được 2 năm rồi nha quý anh chị. Quý anh chị mình chú ý mình quan sát, đây là cây sầu riêng được trồng 2 năm rồi nha quý anh chị. Thì khoảng 2 năm nữa là cây sầu riêng này sẽ cho trái. Và bên cạnh đó có trồng thêm cây bưởi. Thì cây bưởi này cũng trồng được hơn 2 năm rồi nha quý anh chị. Thì cây bưởi này bắt đầu cho bông. Đã có bông rồi nha quý anh chị, bắt đầu cho trái bói. Đây là vườn bưởi và vườn sầu riêng. Đây là loại đất đỏ ba gian. Quý anh chị mình để ý, mình quan sát màu đất nha quý anh chị ha. Đây, đây là đất đỏ ba gian, rất là màu mỡ. Nó rất là sâu, không có đụng đá, lớp đất thịt rất là sâu, nó tầm khoảng là trên 10 mét mới đụng đá nha quý anh chị. Thì ngoài ra một cái lô đất này nó có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là lô đất hai mặt tiền. Mặt tiền đường nhựa Long Giao đi Bảo Bình ở phía bên dưới. Lô đất này nó hơi cao nha quý anh chị ha, nó hơi cao so với mặt đường. Nó dạng như là hơi triền đồi đó quý anh chị. Thì tôi sẽ quay cho quý anh chị xem cái là mặt đường nhựa rộng 12 m. Xe ô tô, xe tải, xe container chạy thoải mái. Đây là mặt tiền đường nhựa tuyến Long Giao đi Bảo Bình. Đây quý anh chị xem, đây là mặt tiền đường nhựa nha quý anh chị. Lô đất mình nó hơi cao so với mặt đường nha quý anh chị ha. Lô đất này bao gồm hai thửa, một thửa là 6.500 m2 và một thửa 4.400 m2, một thửa 5.400 m2, là cộng hai thửa này lại là một mẫu 2 nha quý anh chị. Hai thửa hai sổ liền kề với nhau. Quy hoạch đất ở tại nông thôn 100%, đất màu hồng nha quý anh chị. Đây là mặt tiền đường nhựa và phía ở sau đất của mình là mặt tiền đường dự án Hương Lộ 10. Lô đất rất là đặc biệt, có 102 nha quý anh chị. Phía đằng trước là mặt tiền đường nhựa hiện hữu, có điện nước đầy đủ. Phía đằng sau lô đất này là dự án tuyến Hương Lộ 10 đi ngang chạm vào đầu đất của mình. Vừa chạm vào đầu đất phía đuôi của mình, lô bên này và lô bên này hai thửa đều dính tuyến Hương Lộ 10 đi ngang nha quý anh chị ha. Lô đất rất là đẹp. Lô đất này cái địa thế ở trên đây thì nó khá là bằng phẳng, nhưng mà nó lại cao hơn so với mặt đường nha quý anh chị. Từ đây mà đi ra ngoài trung tâm vòng xoay Cẩm Mỹ là 3 km. Và từ đây mà ra quốc lộ 56 là đúng 2 km, 5 phút đi xe nha quý anh chị ha, 5 phút đi xe. Đây quý anh chị xem, lô đất này nó có cái dốc cao hơn so với mặt đường. Quý anh chị nào á, mình mua, mình nếu như mình muốn á, gọt cho nó bằng, bán đất cũng rất là nhiều tiền. Nếu như chúng ta xin phép được giấy phép và chúng ta múc đất chúng ta bán cũng rất là nhiều tiền nha quý anh chị ha. Thì hiện tại trên đây á, thì vị thế trên đây thì nó cũng khá là bằng phẳng đây quý anh chị. Đây đang trồng cây đây. Rồi quý anh chị nào mà quan tâm đến lô đất này thì liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0935 605 866. Và xin mến chào quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Xin hẹn gặp lại.